Thầy xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Ở tiết học trước thì thầy và các em đã cùng nhau đi tìm hiểu cách giải phương trình bậc 2 bằng công thức nghiệm. Thì đối với phương trình bậc 2 ax bình cộng bx cộng c bằng 0, điều kiện ở đây là a khác 0. Thì công thức nghiệm của phương trình bậc 2 chúng ta cần nhớ đó là biệt thức delta bằng b bình trừ 4ac. Em nhớ nhá, cái ký hiệu tam giác này chúng ta đọc là delta. Ở đây biệt thức delta bằng b bình trừ 4ac. Thì nó có 3 trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất, nếu delta lớn hơn 0, phương trình có hai nghiệm phân biệt. X1 bằng trừ b cộng căn delta trên 2a, x2 bằng trừ b trừ căn delta trên 2a. Trường hợp thứ hai, nếu delta mà bằng 0 thì phương trình có nghiệm kép. Ở đây là x1 bằng x2 bằng trừ b trên 2a. Trường hợp thứ ba là nếu delta nhỏ hơn 0 thì phương trình vô nghiệm. Thì ở tiết học trước chúng ta đã làm các ví dụ giải phương trình bậc 2 bằng công thức nghiệm này rồi. Chúng ta đã làm trải qua 4 bước. Và các em bây giờ thì chắc chắn là đã nhớ cái công thức này rồi. Thì đối với phương trình bậc 2 ax bình cộng bx cộng c bằng 0, a khác 0. Trong trường hợp hệ số b có thể biểu diễn được dưới dạng b bằng 2b phẩy. Thầy lấy ví dụ ở đây. B bằng âm 6, b bằng 4 căn 3, b bằng 2 nhân với m trừ 2 chẳng hạn. Thì ở đây b nó có dạng 2b phẩy, tức là b là những số chẵn. Thì ngoài cái cách giải bằng công thức nghiệm mà chúng ta đã nghiên cứu ở tiết học trước thì ta còn có công thức giải phương trình bậc 2 một cách ngắn gọn hơn, đơn giản hơn. Đó là công thức nghiệm thu gọn. Vậy công thức nghiệm thu gọn như thế nào? Thì chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay. Là bài 5, công thức nghiệm thu gọn. Chúng ta vào phần 1 nhỏ, công thức nghiệm thu gọn. Một nhỏ, công thức nghiệm thu gọn. Đây cho phương trình bậc 2 ax bình cộng bx cộng c bằng 0. Điều kiện a khác 0. Ở đây b phẩy bằng 1 phần 2b hay là b bằng 2b phẩy thì nó đều như nhau cả. Delta phẩy bằng b phẩy bình trừ ac. Thầy lưu ý cái ký hiệu tam giác này phẩy như thế này. Đây đọc là delta phẩy. Biệt thức delta phẩy bằng b phẩy bình trừ ac thì nó cũng sẽ xảy ra 3 trường hợp. Trường hợp đầu tiên, nếu delta phẩy nhỏ hơn 0 thì phương trình vô nghiệm. Trường hợp thứ hai, nếu delta phẩy bằng 0 thì phương trình có nghiệm kép. X1 bằng x2 bằng trừ b phẩy trên a. Trường hợp thứ ba, nếu delta phẩy lớn hơn 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt. X1 bằng trừ b phẩy cộng căn delta phẩy trên a. Và x2 bằng trừ b phẩy trừ căn delta phẩy trên a. Thì đây là công thức nghiệm thu gọn để chúng ta giải phương trình bậc 2 trong những trường hợp hệ số b ở đây là số chẵn, các em nhé. Nó phải chẵn thì chúng ta mới tìm được b phải, chúng ta giải nó dễ. Còn trong trường hợp b mà lẻ thì chúng ta sẽ không giải theo công thức nghiệm thu gọn này, mà các em nên giải theo công thức nghiệm chúng ta đã học ở tiết trước.
Thế thì cái công thức nghiệm thu gọn này và công thức nghiệm nó có sự khác biệt. Đó là ở cái biệt thức delta phải là một. Các em chú ý nhé. Ở biệt thức delta thì delta nó bằng b bình trừ 4ac. Còn ở đây delta phải nó bằng b phải bình trừ ac. Còn những cái trường hợp về số nghiệm delta phải nhỏ hơn 0, delta bằng 0, delta lớn hơn 0 thì nó giống như là đối với công thức nghiệm. Còn đối với trường hợp công nghiệm kép này thì nó có sự khác biệt. Là x1 bằng x2 đây nó chỉ là trừ b phải trên a thôi. Còn là công thức nghiệm là trừ b trên 2a. Đấy, các em phân biệt giữa hai công thức ở tiết trước và tiết này. Để chúng ta khi sử dụng nó tránh bị nhầm lẫn. Các bước giải một phương trình bậc 2 theo công thức nghiệm thì chúng ta giải theo 4 bước sau. Bước 1 là xác định các hệ số a, b phẩy, c. Bước này rất quan trọng. Các em phải xác định đúng. Ở đây a với c thì chúng ta xác định rất là quen thuộc rồi. Nhưng lưu ý là chúng ta xác định b phẩy cho nó chính xác. B phẩy thì bằng 1 phần 2b. Xác định chính xác rồi thì chúng ta chuyển sang bước số 2 là tính biệt thức delta phẩy bằng b phẩy bình trừ AC rồi so sánh kết quả với không. Bước 3 là kết luận số nghiệm của phương trình theo delta phẩy. Đấy thì ba cái trường hợp thầy đã vừa cung cấp cho các em ở cái công thức nghiệm thu gọn rồi. Đấy, trường hợp delta phẩy lớn hơn không thì có hai nghiệm phân biệt. Delta phẩy mà bằng không thì có nghiệm kép. Còn delta phẩy mà nhỏ hơn không thì phương trình vô nghiệm. Để chúng ta kết luận cái số nghiệm ở bước thứ ba. Và nếu như trong trường hợp có nghiệm thì chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ tư là tính nghiệm theo công thức nếu phương trình có nghiệm. Thì bốn cái bước giải này thì các em thấy là nó rất giống với bốn bước giải của công thức nghiệm. Tuy nhiên nó chỉ khác biệt ở chỗ đó là công thức nghiệm thì là B, còn công thức nghiệm thu gọn, các em lưu ý công thức nghiệm thu gọn thì ở đây là B phải. Đấy, nó có sự khác biệt như vậy thôi giữa B và B phải. Thế có một câu hỏi đặt ra là thì bây giờ trong tay chúng ta thì có hai công thức rồi, một công thức nghiệm và một công thức nghiệm thu gọn, thì vậy khi nào thì ta dùng công thức nghiệm thu gọn đây? Thì câu trả lời là chúng ta dùng công thức nghiệm thu gọn khi hệ số b của nó bằng 2b phẩy. Khi hệ số b bằng 2b phẩy. Ở đây tức là hệ số b là số chẵn. Thì các em nhớ là chúng ta chỉ sử dụng công thức nghiệm thu gọn này trong trường hợp phương trình bậc 2 có hệ số b là số chẵn. Còn nếu nó là số lẻ thì chúng ta không sử dụng công thức này mà chúng ta sử dụng công thức nghiệm. Sau đây chúng ta sẽ vào phần 2 áp dụng để chúng ta đi giải một số ví dụ sử dụng bốn cái bước giải mà thầy vừa cung cấp cho các em. Chúng ta sang phần 2 nhỏ áp dụng. Ví dụ giải phương trình A là 3x bình cộng 8x cộng 4 bằng 0. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em cách giải cái phương trình bậc 2 này bằng công thức nghiệm thu gọn theo 4 bước. Bước 1 là xác định các hệ số A, B phẩy C. Thì đây các em chú ý này, A là thằng gắn với x bình A bằng 3. Ở đây các em thấy là B bằng 8. B bằng 8, B phẩy bằng 1 phần 2B. 1 phần 2 của 8 là B phẩy bằng 4. C ở đây là thằng hạng tử tự do đây, C bằng 4. Các em chú ý nhé, khi sử dụng công thức nghiệm thu gọn thì chúng ta phải sử dụng B phẩy. B phẩy ở đây thì bằng 1 phần 2B. B bằng 8 thì B phẩy sẽ bằng 1 phần 2 nhân 8 và bằng
bằng 4. Như vậy chúng ta hoàn thành bước đầu tiên. Bước 1, xác định các hệ số A, B phẩy C. Bước 2, chúng ta đi tính delta phẩy rồi so sánh với số 0. Chúng ta đi tính biệt thức delta phẩy bằng B phẩy bình trừ AC. Đây, nó sẽ bằng 4 bình. B phẩy các em thay số vào thôi, thì nó là bằng 4 bình trừ đi AC, ở đây là bằng 3 x 4. Và nó bằng là 16 trừ 12 bằng 4. Và chúng ta nhận thấy là nó lớn hơn 0. Ở đây các em tính luôn cho thầy là suy ra căn delta phẩy bằng căn 4 và nó bằng bằng 2. Như vậy chúng ta hoàn thành bước thứ hai, tính delta phẩy rồi so sánh với 0. Ở đây delta phẩy nó rơi vào trường hợp lớn hơn 0, thì chúng ta sẽ chuyển sang bước số 3 là kết luận. Bước 3 là kết luận số nghiệm của phương trình. Thì đây trong trường hợp delta lớn hơn 0 thì chúng ta kết luận là vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt. Sau khi kết luận rồi, chúng ta chuyển sang bước số 4 là tính nghiệm theo công thức. Có hai nghiệm phân biệt như sau này. X1, các em nhẩm và nhớ luôn cái công thức này nhé. Đây, X1 thì bằng trừ B phẩy cộng căn delta phẩy trên A. Lưu ý là chỉ trên A thôi. Và nó bằng, ở đây B phẩy là bằng 4, thì trừ B phẩy nó là trừ 4 cộng căn delta phẩy là cộng 2 trên 3 và bằng trừ 2 phần 3. X2 bằng trừ B phẩy trừ căn delta phẩy trên A. Và nó bằng là trừ 4 trừ đi 2 trên 3 và bằng trừ 6 chia 3 bằng trừ 2. Thầy lưu ý là sau khi các em giải xong rồi, ra nghiệm rồi, thì các em thay cái nghiệm này vào cái phương trình này xem có đúng là nó bằng 0 hay nó là ra một số khác. Nếu bằng 0 thì tức là chúng ta đã giải đúng rồi. Chúng ta nên có bước kiểm tra này để xem là cái quá trình giải chúng ta có bị nhầm lẫn ở đâu không. Một lưu ý nữa là đối với cái bài công thức nghiệm lần trước thì có một số bạn hỏi thầy là thế bây giờ em đảo cái x1 xuống thành x2 dưới đây có được không? X2 đảo lên thành x1 có được không? Thì câu trả lời là hoàn toàn được. Các em ghi x1 là cái thằng trừ b phẩy trừ căn delta phẩy trên a trước cũng được. Đấy, các em ghi cái nào cũng được. X1, x2. Đấy, miễn sao chúng ta tính ra hai nghiệm là âm 2 phần 3 và ra âm 2 là chính xác. Như vậy ở ví dụ A này, thầy vừa hướng dẫn cho các em cách giải phương trình bậc 2 theo công thức nghiệm. Trong trường hợp các em thấy B ở đây bằng 8 là một số chẵn, các em nhé, nó là một số chẵn. Nên chúng ta sẽ sử dụng công thức nghiệm thu gọn. Chúng ta chuyển sang phần B nhỏ. Chúng ta giải phương trình. Giải phương trình 7x bình trừ 6 căn 2x cộng 2 bằng 0. Thầy sẽ hướng dẫn các em giải phương trình này theo 4 bước. Bước 1, xác định các hệ số A, B phẩy C. Rồi chúng ta đi xác định này. A đây bằng 7, dễ nhìn rồi. C bằng bằng 2. Lưu ý là chỉ có mỗi cái thằng B phẩy là chúng ta hay bị nhầm lẫn thôi. Đây các em thấy là B nó bằng âm 6 căn 2. Thì B phẩy của chúng ta bằng một nửa âm 6 căn 2, thì nó là bằng âm 3 căn 2. Xong bước 1. Bước 2, tính delta phẩy rồi so sánh với 0. Chúng ta đi tính delta phẩy bằng B phẩy bình trừ AC bằng âm 3 căn 2 tất cả bình. Thầy lưu ý B phẩy ở đây nó là số âm, nên khi chúng ta bình phương lên các em đóng mở ngoặc nhé, đóng mở ngoặc. Trừ đi AC là trừ đi 7 nhân với 2 bằng 18 trừ 14 bằng 4. Và chúng ta thấy là so sánh với 0 thì nó lớn hơn 0.
Và các em suy luôn ra là căn delta phẩy bằng bằng 2. Trong quá trình làm thì các em nên suy luôn căn delta phẩy ra. Thì bởi vì trong một số trường hợp bài toán phức tạp hơn, căn delta nó là bình phương của một tổng hoặc một hiệu, thì chúng ta nên tìm căn luôn để khi chúng ta tính toán nghiệm nó sẽ dễ dàng hơn. Vậy chúng ta hoàn thành bước thứ hai, tính delta phẩy và so sánh với không. Bước 3 là kết luận số nghiệm của phương trình. Ở đây các em thấy là nó delta lớn hay không? Thì chúng ta kết luận là vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt. Và chúng ta chuyển sang bước 4 là tính nghiệm theo công thức. Ở đây x1 bằng trừ b phẩy cộng căn delta phẩy trên a. Và nó sẽ bằng trừ b phẩy, mà b phẩy bằng trừ 3 căn 2 thì trừ b phẩy nó sẽ chính là 3 căn 2 cộng căn delta phẩy là cộng 2 trên 7. Kết quả này các em để nguyên. x2 bằng trừ b phẩy trừ căn delta phẩy trên a, và nó sẽ bằng 3 căn 2 trừ 2 trên 7. Thì hai cái ví dụ này chính là phần hỏi chấm 3 trong sách giáo khoa. Quan trọng nhất đối với giải phương trình bậc 2 bằng công thức nghiệm thu gọn đương nhiên là ở phần chúng ta có thuộc được công thức hay không. Nếu như các em thuộc công thức thì đây là một cái thuật toán, thì chúng ta chỉ việc thay số vào chúng ta làm thôi. Tiếp theo chúng ta chuyển sang bài tập số 1. Cách xác định hệ số b phẩy trong các trường hợp sau, trường hợp nào đúng, trường hợp nào sai. Cái phần xác định hệ số b phẩy này là rất quan trọng, bởi vì nếu xác định hệ số b phẩy mà sai thì nó sẽ dẫn tới các em tính biệt thức delta phẩy nó cũng sai. Nên quan trọng nhất ở cái phần công thức nghiệm thu gọn chính là việc các em đi xác định hệ số b phẩy. Đối với trường hợp A, phương trình 2x bình trừ 6x cộng 5 bằng 0 có hệ số b phẩy bằng 3, thì ở đây các em thấy nó là một kết luận đúng hay sai các em? Chúng ta thấy b ở đây nó bằng âm 6 mà b phẩy lại bằng 3, thì đây là một kết luận sai. Các em lưu ý b phẩy ở đây phải bằng trừ 3 chứ không phải là bằng 3. Phương trình 2x bình trừ 4x cộng 3 bằng 0 có hệ số b phẩy bằng trừ 2. B bằng trừ 4 thì b phẩy bằng trừ 2 là một kết luận hoàn toàn đúng rồi. Phương trình C x bình trừ 4 căn 3x cộng 5 bằng 0 có hệ số b phẩy bằng âm 2. Đây là một kết luận hoàn toàn không chính xác, kết luận sai. B phẩy của chúng ta, các em lưu ý là nó phải bằng âm 2 căn 3. Bởi vì B ở đây là bằng âm 4 căn 3, thì B phẩy nó bằng âm 2 căn 3. Đối với phương trình D, âm 3x bình cộng 2 nhân với căn 2 trừ 1 nhân x cộng 5 bằng 0 có hệ số B phẩy bằng căn 2 trừ 1, thì đây là một kết luận đúng rồi. Bởi vì B ở đây là bằng 2 nhân căn 2 trừ 1, thì B phẩy nó bằng 1 phần 2B, nó chính bằng căn 2 trừ 1. Đây là kết luận đúng. Đối với phương trình E, x bình trừ x trừ 2 bằng 0 có hệ số B phẩy bằng âm 1, thì đây là một kết luận hoàn toàn sai. B phẩy ở đây phải bằng âm 1 phần 2, em nhé, B phẩy bằng âm 1 phần 2. Bởi vì B ở đây nó mới là âm 1, thì B phẩy nó bằng một nửa B, thì nó phải là âm 1 phần 2. Như vậy đây là kết luận sai. Thì trong quá trình ghi vào vở thì các em sửa lại cái phần B phẩy cho thầy nhé. Ở đây B phẩy những cái chỗ nào sai ở câu A này,
câu C và câu E thì các em sửa lại cái phần B phẩy cho nó đúng. Bài tập 2. Giải phương trình x bình trừ 2x trừ 6 bằng 0 thì hai bạn An và Khánh làm như sau. Bạn An giải. Bạn ấy giải theo công thức nghiệm. Giải theo công thức nghiệm tổng quát này. Bước thứ nhất, bạn ấy xác định A bằng 1, B bằng trừ 2, C bằng trừ 6. Sau đó tính biệt thức delta bằng B bình trừ 4AC bằng âm 2 tất cả bình trừ 4 nhân 1 nhân âm 6 bằng 4 cộng 24 bằng 28 lớn hơn không. Sau đó bạn ấy suy ra căn delta thì bằng căn 28 bằng 2 căn 7. Sau đó kết luận là vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt. Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt. Bạn ấy tính ra x1 bằng trừ b cộng căn delta trên 2a bằng trừ của trừ 2 cộng căn 28 trên 2 nhân 1 bằng 2 cộng 2 căn 7 chia 2 và bằng 1 cộng căn 7. Ở đây bạn nào mà các em chưa thuộc công thức, chúng ta nên ghi cẩn thận công thức ra rồi hãng thay vào. Mà các em nên ghi luôn nhé, chứ đừng làm tắt như bạn An đấy nhé. Bạn An là bạn ấy làm tắt x1 các em nên ghi là bằng trừ b cộng căn delta trên 2a. Thì khi thay số và chúng ta sẽ không bị nhầm lẫn. X2 thì bằng trừ b trừ căn delta trên 2a. Thay số vào bằng trừ của trừ 2 trừ căn 28. Ở đây chính là trừ đi 2 căn 7 vì chúng ta tính rồi. Trên 2. Và bằng 1 trừ căn 7. Như vậy bạn An đã sử dụng công thức nghiệm tổng quát để bạn ấy giải. Còn bạn Khánh, bạn ấy giải như sau. Bạn ấy sử dụng công thức nghiệm thu gọn. Và bạn ấy cũng giải theo 4 bước mà chúng ta vừa học. Ở đây bạn ấy xác định A bằng 1. B ở đây bằng trừ 2 thì B phẩy nó sẽ bằng trừ 1. C bằng trừ 6. Sau đó bạn ấy chuyển sang bước số 2 tính biệt thức delta phẩy bằng âm 1 tất cả bình trừ đi 1 nhân với trừ 6 bằng 1 cộng 6 bằng 7. Thấy là nó lớn hơn không? Và bạn ấy tính luôn là căn delta bằng căn 7. Như vậy căn delta lớn hơn, căn delta phẩy lớn hơn không? Ở đây thầy lưu ý là chỗ này là căn delta phẩy các em nhé. Đây, chỗ này căn delta phẩy. Đây, thầy sửa luôn. Đây, chỗ này là căn delta phẩy. Nó lớn hơn không? Kết luận vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt. X1 bằng trừ của trừ 1 cộng căn 7 trên A trên 1 đây bằng 1 cộng căn 7. X2 bằng trừ của trừ 1 trừ căn 7 trên 1 bằng 1 trừ căn 7. À, như vậy ở đây thầy lưu ý là bạn Khánh thì bạn cũng làm tắt nhé. Các em nên viết x1 bằng trừ b phẩy cộng căn delta phẩy trên a trước rồi các em mới thay số vào. Như thế chúng ta sẽ không bị nhầm lẫn bởi vì trong tay chúng ta bây giờ có hai vũ khí cơ. Một vũ khí là công thức nghiệm tổng quát, một vũ khí là công thức nghiệm thu gọn. Thì chúng ta mà không viết ra là chúng ta khi thay vào chúng ta rất dễ bị nhầm lẫn. Thế đây các em thấy là cả An và Khánh giải ra kết quả đều như nhau. Thế đây bạn Đoàn lại bảo rằng bạn An giải sai, bạn Khánh giải đúng. Còn bạn Kết nói là cả hai bạn đều đúng. Thì theo em, ai đúng ai sai? Em chọn cách giải của bạn nào? Vì sao? Thì đây chắc chắn là các em đã nhận ra là cả hai bạn đều rất là thuộc công thức nghiệm tổng quát. Thì bạn An thuộc này, bạn An thuộc 4 bước giải của công thức nghiệm tổng quát này. Bạn Khánh cũng thuộc rất thuộc công thức nghiệm thu gọn và giải đúng theo trình tự 4 bước, kết quả ra như nhau. Thì ở đây cả bạn An và bạn Khánh đều giải đúng. Nhưng ở đây các em lưu ý là chúng ta nên chọn cách giải của bạn Khánh là dùng công thức nghiệm thu gọn.
dùng công thức nghiệm thu gọn. Bởi vì khi tính toán ra, các em thấy là delta phẩy nó ra chỉ có 7 thôi. Việc chúng ta tính căn delta phẩy là bằng căn 7 luôn, nó khá là dễ dàng. Và việc tính toán nghiệm là cũng rất là nhanh chóng. Còn đối với bên này thì đương nhiên kết quả nó vẫn đúng, nhưng việc tính toán căn delta là nó phức tạp hơn. Và việc tính toán nghiệm chúng ta lại phải rút gọn đi, phải rút gọn. Và nếu như trong trường hợp này các em lưu ý, x1 và x2 ở đây các em để nguyên là 2 cộng 2 căn 7 trên a và 2 trừ 2 căn 7 trên a, thì các em sẽ bị trừ đi 0,25 điểm. Lý do là các em chưa đưa nghiệm về dạng tối giản, tức là về dạng không rút gọn được nữa. Đó thì ở đây là nếu để ở đây là các em thấy là nó vẫn rút gọn được, phải ra kết quả này. Thì trong trường hợp này chúng ta nếu như sử dụng công thức nghiệm thu gọn thì chúng ta thu được kết quả là rất là đẹp, không phải rút gọn nữa. Như vậy các em lưu ý nhé, trong trường hợp hệ số B nó mà là số chẵn thì chúng ta nên sử dụng công thức nghiệm thu gọn thay cho công thức nghiệm tổng quát. Chúng ta làm sang bài tập số 3. Trong các phương trình sau, phương trình nào nên dùng công thức nghiệm thu gọn để giải? Bài tập 3, trong các phương trình sau, phương trình nào nên dùng công thức nghiệm để giải? A. Phương trình 2x bình trừ 3x trừ 5 bằng 0. Phương trình x bình cộng 2 căn x trừ 6 bằng 0. C là phương trình trừ x bình cộng căn 2 trừ 1 nhân x cộng 5 bằng 0. D. Phương trình x bình trừ x trừ 2 bằng 0. Bốn phương trình này, theo các em thì chúng ta phương trình nào nên dùng công thức nghiệm thu gọn để giải? Thì chắc chắn các bạn đã đưa ra được câu trả lời của mình, đó chính là phương án B, có đúng không các em? Bởi vì chúng ta thấy này, phương trình ở B này các em thấy là x bình cộng 2 căn 2x trừ 6 bằng 0, có hệ số B ở đây là bằng 2 căn 2, nó là một số chẵn. Số chẵn thì chúng ta xác định b phẩy ở đây nó bằng căn 2, thì việc tính toán theo công thức nghiệm thu gọn là rất dễ dàng. Ở đây phương trình A, phương trình C và phương trình D chúng ta cũng dùng công thức nghiệm thu gọn để giải được. Thầy lưu ý là đối với phương trình A, phương trình C và phương trình D chúng ta dùng công thức nghiệm thu gọn để giải vẫn được, nhưng ở đây chúng ta không nên dùng. Lưu ý là cụm từ không nên nhé, chứ còn giải thì vẫn giải được thôi, bởi vì ở đây hệ số B của nó là lẻ. Đấy cũng vậy. Và việc tính toán B phẩy nó ra một số lẻ phân số, thì việc tính toán biệt thức delta phẩy là khá phức tạp. Và cái kỹ năng của chúng ta làm thì nó còn yếu, mà chúng ta lại lựa chọn một con đường đi nó phức tạp, thì việc dẫn tới sai lầm là rất dễ xảy ra. Thế nên phương trình nào chúng ta dùng công thức nghiệm thu gọn được thì chúng ta mới dùng, còn phương trình nào chúng ta không dùng thì chúng ta sử dụng công thức nghiệm tổng quát. Thì qua bài học ngày hôm nay ở bài công thức nghiệm thu gọn, thì các em cần nhớ cho thầy các bước giải của nó theo 4 bước. Bước 1 là các em xác định các hệ số A, B phẩy C. Bước 2 là các em phải tính biệt thức delta phẩy bằng B phẩy bình trừ đi AC rồi so sánh với không. Bước 3 là chúng ta kết luận số nghiệm của phương trình theo delta phẩy. Nếu delta phẩy mà bằng 0 thì phương trình có nghiệm kép x1 bằng x2 bằng trừ b phẩy trên a.
Nếu delta phẩy mà nhỏ hơn 0 thì phương trình vô nghiệm. Nếu delta phẩy lớn hơn 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt. Bước số 4 là chúng ta tính nghiệm theo công thức trong trường hợp là phương trình có nghiệm. Ở đây, nếu như phương trình có hai nghiệm phân biệt thì chúng ta tính là x1 bằng trừ b phẩy cộng căn delta phẩy trên a, x2 bằng trừ b phẩy trừ căn delta phẩy trên a. Đấy, còn trường hợp mà có nghiệm kép thì chúng ta tính theo cái công thức này, x1 bằng x2 bằng trừ b phẩy trên a. Thì các em cần nhớ cho thầy chắc chắn bốn cái bước giải này và công thức biệt tính biệt thức delta phẩy. Lưu ý là chúng ta phải thuộc hai cái công thức nghiệm tổng quát và công thức nghiệm thu gọn, so sánh cái điểm giống nhau và khác nhau để khi sử dụng chúng ta không bị nhầm lẫn, dâu ông nọ cắm vào cằm bà kia, đang công thức nghiệm tổng quát lại bê công thức nghiệm thu gọn sang để chúng ta tính là nó sẽ dẫn tới sai lầm. Phần bài tập về nhà thì các em học thuộc các công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc 2 một ẩn mà chúng ta đã học. Làm các bài tập 17, 18, 19 trong sách giáo khoa trang 49, 50 và làm thêm bài 27, 28, 29 trong sách bài tập. Tiết học ngày hôm nay đến đây kết thúc. Thầy xin chúc các em mạnh khỏe, thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video tiếp theo.